Rất là hay phải không ạ, các cô, các chú? Cô Trang muốn hỏi một lần nữa là con tập võ có khó không? Dễ ợt. Dễ ợt à? Thế hôm nào rảnh rảnh con tập cho cô Thu Trang với nhá. Vâng ạ. Cô Trang cũng chúc cho Gia Long con sẽ học hành thật là giỏi này. Và để năm sau khi mà cô Thu Trang gặp lại Gia Long thì cái đai này không còn là phải là màu vàng nữa, mà là sẽ lên thêm một cấp bậc nữa là màu gì con nhỉ? Màu xanh. Màu xanh đúng không? Đúng không? Màu xanh nào. Cảm ơn con và một tràng vỗ tay nữa cho Gia Long ạ.